cảm biến lắp ngay, quà tặng trao tay. Chương trình khuyến mãi đặc biệt lần đầu tiên được phối hợp tổ chức giữa công ty trách nhiệm hạn IK Việt Nam và Lốp Dân Chủ, dành cho khách hàng mua cảm biến áp suất lốp IK TN405. Bộ cảm biến áp suất lốp sử dụng năng lượng mặt trời tại cơ sở lốp 140 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Tham gia chương trình, quý khách sẽ được nhận nhiều ưu đãi gồm tặng ngay 500.000 đồng giảm vào giá bán, tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng với cơ hội 100% trúng những phần thưởng giá trị lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng đồng thời cũng nhận được các ưu đãi dịch vụ khác của Lốp Dân Chủ trong tháng 3. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ được nhân viên kinh doanh của công ty trách nhiệm hạn IK Việt Nam nhiệt tình tư vấn ngay tại cơ sở, giải đáp các thắc mắc cũng như hỗ trợ mọi mặt khi sử dụng. Chúc quý khách may mắn! TN405 cảm biến áp suất lốp chất lượng cao được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc.